Hello everybody. Ngày nay chúng mà present đi với trên game XO. Game có chúng chẳng nặng xa máy XO. Đây chia là trẻ. Có về lột winner player X. Mà là được tổng lý dân từ xa. Bây giờ lên đón tiền. Ở đó để họ bởi tân dị dương trong trong thời đại nhu kém cứ viên reset point là lửa là thang là lửa nè cứ viên reset lại cho áp nè hãy tâm áp mình bởi tâm hình sinh tâm hình sinh bên chân áp mình lột kia nó chỉ là cái nạ thang còn tớm ít còn tớm ít ngon của hình sinh ta phải dân chỉ chân giác tới cứ việc bắt bắt à hạt tiền mang ngoài ta bởi hai bởi dân bị bởi dân phải nấu cứ việc bằng to nó lên tiền bây giờ thì dân hai dân biết không vậy dương miền phong thế giờ ấy miền núi thế giờ sau miền bồi ta bởi những hai trăm đô phía lý đô mà được lấy những chuyện ta ai nhiều kẻ em tới giờ thì sẽ phong ngọc anh vậy xong xong đó là cái chuyện thời gian luôn bả thế nhưng mà phải cái chỗ phải luôn phải cái chỗ phải anh mà đây giờ mình xây mỗi năm player all win ở win chỉ lặng nặng chua đấy ở nhà ô bây giờ ô nhưng mình chỉ nghe bài chỉ nghe tới bị lôi chứ chỉ nghe đi xây mua tháp bây giờ ô chỉ nghe chỉ nghe đào lên nhé các bài bài chẳng như như kia đó bả chẳng nó mặt bài này chỉ là dạng thằng nào có bả bên như kia giàu vậy thôi bả Yeah.